Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục cái nhà của em Luân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô phô mai nha quý vị. Dáng cũng đẹp ha, giá thì mini không nhân quý vị. Rồi, chào Luân. Dạ, em chào anh Tấn, dạ chào cô chú anh chị. Dạ hôm nay con có về lô mai Giảo Thủ Đức con từ 5 tới 12 cánh đi giao lưu với cô chú anh chị. Hình thức bên con là bao sóng bao ship toàn quốc, số điện thoại con là 0386985932 và cũng là số Zalo đúng tiến hành cây số 1 của cô chú. Rồi, mã số 1 quý vị. Dạ cao là 38. Rồi. Vành là 12. Xe xe luôn. Dán lắc lượng nha cô chú. Rồi, cụ đế luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ mã số 1 này giao lưu với giá là 250.000. Rồi, xuống cây. Mình bao sóng trong vòng thời gian bao nhiêu lâu em? Dạ bao sóng cho tới khi cây ra tược nha cô chú. Rồi, khi ra tược luôn. Cao là 45. Bao 2 tháng nha cô chú ơi. Vành là 15. Ê, trong vòng 2 tháng mà quý vị trồng có trục trặc vấn đề gì thì quý vị alo Hằng Ánh ha. Rồi qua 2 tháng thì quý vị chăm sóc nha. Dạ mã số 2 điện Zalo với giá là 250.000. Quý vị nghe này cũng dáng cũng lạ lạ này ha, thiếu nữ nằm nghiêng nè. Rồi xuống cây. Dạ mã. Dạ mã số 3. Số 3. Cao là 61. Rồi quanh luôn. Quanh là 15. Rồi, đế đều luôn cô chú ơi. Dán lắc luôn. Còn để đây. Dạ mã số 3 này con giao lưu với giá là 280.000. Rồi, 280. Bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú. Rồi, xuống cây. Dạ mã số 4. 4. Để nơm cô chú. Cao luôn. Cao là 66. Rồi, quanh. Quanh là 16. Rồi, xoay xoay luôn. Rồi, để nguyên cũ luôn. Dạ mã số 4 này con giao lưu với giá là 250.000. Rồi xuống cây. Mã số 5. 5. Cao là 48. Hoành là 15. Rồi xe xe luôn. Dạ mã số 5 này con Zalo với giá là 250.000. Rồi để đây quý vị. 250.000. Rồi xuống cây. Dạ mã số 6. Số 6. Cao là 30. Rồi. Hoành là 16,5. Rồi xe xe luôn. Dạ mã số 6 này con Zalo với giá là 280.000. Dán cũng hay đây ha. Hai cùng đi chợ mừng trước luôn. Rồi xuống cây. Dạ mã số 7. Số 7. Cao luôn. Cao là 45. Hoành là 16. Rồi xe xe luôn. Này có cái đuôi ăn sao luôn. Dạ mã số 7 này con Zalo với giá là 280.000. Rồi xuống cây. Dạ mã số 8. Cao là 57. Rồi. Hoành là 15. Rồi xe xe luôn. Dạ mã số 8 này con Zalo với giá là 250.000. Đâu vậy nghe cụ đế ha. Này mình về chơi bonsai để bàn thôi gì. Rồi, xuống cây. Dạ mã số 9. Này mình cắt ngọn gọn ha, chạy hết ý. Cao là 55. Hoành là 14 nha cô chú. Rồi. Dạ mã số 9 này con Zalo với giá là 200. 200.000. Đây, để đây. Mà quý vị, 200.000 mà bao sóng bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Dạ mã số 10. Số 10. Chiều cao. Cao là 53. Hoành là 16. Rồi. Dạ mã số 10 này con Zalo với giá là 270.000. Để luôn. Rồi xuống cây. Dạ mã số 11. 11. Cao luôn. Cao là 50. Hoành là 15. Rồi xe xe luôn. Dạ mã số 11 này con Zalo với giá là 300. Rồi quý vị nghe đế em này có cụ đế nơm là lạ này quý vị. À, đây. Rồi xuống cây. Dạ mã số 12. Rồi. Cao là 60. Hoành là 13. Rồi xe xe luôn. Dạ mã số 12 này con Zalo với giá là 250.000. Để xe đều quá ha. Cộng to. Rồi xuống cây. Dạ mã số 13. 13. Cao luôn. Cao là 60. Hoành là 16. Rồi xe xe luôn. 280.000 cho mã số 13 luôn nha cô chú. Rồi, nghe đến cái ha. Rồi xuống cây.
mã số 14. 14. Cao luôn. Cao là 53. Rồi, hoành. Hoành là 17. Rồi. 280.000 cho mã số 14 luôn cô chú. Rồi để con quý vị. Rồi, xuống cây. Mã số 15. 15. Cao là 38. Hoành là 14. Rồi, để luôn. 200.000 cho mã số 15 luôn cô chú. Rồi, xuống cây. Và mã số 16. 16. Cao là 45. Hoành là 14. Rồi. 220.000 cho mã số 16 luôn cô chú anh chị. Lắc luôn. Rồi, để đây. Rồi, xuống cây. Và mã số 17. 17. Cao là 65. Hoành là 16. Rồi, 16 hoành. 280.000 cho mã số 17 luôn cô chú. Nhăn lắc ha. Để nào quý vị. Rồi, xuống cây. Giờ mã số 18. 18. Cao luôn. Cao là 48. Hoành là 14. Rồi, xoay luôn em. 300.000 cho mã số 18 luôn cô chú. Cái đế này em cũng nhìn cũng đế đều bốn mặt luôn ha. Có cọng to và nó mấy cái tay chân gì nè, xè nó nhìn đẹp đẹp nè ha. Rồi, xuống cây. Giờ mã số 19. Cao là 56. Hoành là 16,5. 270.000 cho mã số 19 luôn nha cô chú. Rồi, đế con to không ha. Rồi, xuống cây. Giờ mã số 20. 20, cao luôn. Cao là 50. Hoành là 14. Rồi, xoay luôn. 270.000 cho mã số 20 luôn cô chú. Rồi, để đây. 270.000. Rồi, xuống cây. Mã số 21 luôn. Cao là 72. Hoành là 17,5. Rồi. 370.000 cho mã số 21 nha cô chú. 370.000. Rồi, để luôn. Rồi, xuống cây. Giờ mã số 22. 22, cao luôn. Cao là 62. Hoành là 17. Rồi, 17 hoành. Cái này có cụ đế lạ lạ. 300.000 cho mã số 22 luôn nha cô chú. Cụ đế nha. Cũng lạ lạ. Rồi, xuống cây. Mã số 23. 23, cao luôn. Cao là 48. Hoành là 14. 220.000 cho mã số 23 luôn nha cô chú. Rồi, để nôm luôn. Rồi, xuống cây. Và mã số 24. 24. Cao là 45. Hoành là 15,5. Rồi, xoay luôn. 270.000 cho mã số 24 luôn nha cô chú. Cái gì nghe kỹ ha. Viên cây nè. Rồi, xuống cây. Mã số 25. 25, cao luôn. Cao là 47. Hoành là 13. Rồi, xoay luôn em. 220.000 cho mã số 25 nha cô chú. 220.000. Có cái cụ trồng trồng ha. Rồi, xuống cây. Giờ mã số 26. 6, cao luôn. Cao là 40. Rồi, hoành. Hoành là 15. Rồi, xoay luôn. 230.000 cho mã số 26 luôn nha cô chú. Rồi, để đây. 230.000. Rồi, xuống cây. Giờ mã số 27. 7. Cao là 44. Hoành là 16. 230.000 cho mã số 27. Rồi, có cái dáng cũng đẹp ha. Để ở đây cũng đều luôn nè. Rồi, xuống cây. Mã số 28. 8, chiều cao. Cao là 70. Rồi, hoành luôn. Hoành là 18. Rồi, xoay luôn. 320.000 cho mã số 28 nha cô chú. Rồi, quý vị nghe cụ đế ha, mã số 28 nè. 320.000. Rồi, xuống cây. Giờ mã số 29. 9. Cao luôn. Cao là 56.
Hoành là 15. Rồi, 15 hoành. 220.000 cho mã số 29. Rồi, để luôn. Có em tử kế bên luôn. Rồi, xuống cây. Và mã số 30. 30. Cao là 62. Rồi. Hoành là 14. Sẽ xoay luôn. 300.000 cho mã số 30 luôn nha cô chú. Này có cái cũ ha. Cũ với cộng rễ to ha. Đây cũng là lạ. Rồi, xuống cây. Mã số 31. 31, cao luôn. Cao là 51. Hoành là 16. Rồi. 300.000 cho mã số 31 luôn nha cô chú. Rồi, xuống để những cái gì? Để con tứ diện hết trơn đây ha. Rồi, xuống cây. Và mã số 32. 32. Cao là 67. Hoành là 17. 380.000 cho mã số 32 nha cô chú. Dán lắc lắc dán lồng này ha. 308 cho mã số 32 cô chú ơi. Để cũng đều luôn nè. Rồi, xuống cây. Và mã số 33. 33. Cao là 58. Rồi. Hoành là 18 nha cô chú. 450.000 cho mã số 33. Củ nở luôn cô chú ơi, củ to luôn ha. Có củ vượt giãn luôn. Giá 450.000 mà bao sống bao ship luôn nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi mã số 34 cũng là mã cuối clip luôn cô chú ơi. Cây này ra được mạnh rồi ha. Dán trực nha cô chú. Tay cành đẹp luôn nè. Cao là 82. Rồi. Hoành là 19,5 nha cô chú. Rồi, 19,5. Đế đều ha. Tay cành cũng đều luôn. Dạ, mã số 34 này còn giao luôn với giá là 550.000. Tay cành đẹp rồi ha. Sự sống thì quý vị an tâm rồi ha. Hoành này nãy giờ em này chắc to nhất clip nè. Đế cũng lực quá nè ha. 550.000 mà bao sống bao ship thì em này sức sống mạnh liệt rồi ha. Dạ, cuối clip mong cô chú anh chị xem hết clip và mua ủng hộ con. Dạ, con cảm ơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý chị mình. Xin chào.